Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Mian đang có mặt ở một sự kiện vô cùng đặc biệt, đó chính là sự kiện ra mắt chính thức nền tảng học trực tuyến đến từ Singapore, đó là Genibook. Và như là mọi người cũng có thể thấy là hiện tại ở đây đang thu hút rất đông đảo khách mời, có cả chuyên gia rồi phụ huynh và học sinh nữa. Nào xin mời mọi người hãy cùng theo chân Mian để tìm hiểu là Genibook là nền tảng học trực tuyến như thế nào mà lại thu hút đông đảo khách mời đến như vậy nhé. Đi thôi nào. Wow, thật sự là không khí ở đây đang rất là đông, đang rất là nhộn nhịp luôn. Và không khí cũng đang dần nóng lên rồi. Thì bây giờ thì Mian cũng sẽ được chia sẻ một vài thông tin về nền tảng học trực tuyến Genibook quý vị nhé. Thì như đã chia sẻ thì Genibook là nền tảng học trực tuyến đến từ Singapore. Và đây là một chương trình có thể nói là hàng đầu Singapore luôn. Và hiện tại thì cũng đã đến Việt Nam với sứ mệnh là sẽ tiếp cận được 1 triệu người học tiên phong. Thì Genibook sẽ có những cái điểm sáng như là GeniSmart, rồi mảnh ghép tiếp theo là GeniClass và GeniApps. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu từng điểm nhấn một quý vị nhé. Đầu tiên, GeniSmart thì cũng chia sẻ với mọi người vì Genibook có một cái điểm mà cũng thu hút được rất là nhiều các chuyên gia và phụ huynh quan tâm vì đây được cấp bằng sáng chế là AI, công trí tuệ nhân tạo. Thì để có thể cá nhân hóa cho từng bạn học sinh và các bạn có thể có được những cái điểm mạnh, điểm yếu nè, thì Genibook, đặc biệt là GeniSmart, sẽ biết được là các bạn mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào và từ đó sẽ có được những cái giáo trình phù hợp với các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì Genibook sẽ có hơn 300.000 câu hỏi từ giáo trình của Bộ Giáo dục Singapore và được các chuyên gia chọn lọc rất là kỹ ạ. Một điểm sáng của GeniSmart đây, như là Mang cũng đã chia sẻ ban nãy, là sẽ nhận ra được những cái điểm mạnh cũng như là những điểm yếu nhờ vào công nghệ AI để giúp cho các bạn có thể cải thiện tốt hơn. Và có một điều rất là đặc biệt nha, đó chính là 90% các bạn học sinh có thể cải thiện được tất cả những cái kỹ năng, những kiến thức của mình thông qua chỉ là 8 bài giảng mà thôi. Và một điểm nữa Mang cũng sẽ được chia sẻ cái mảnh ghép tiếp theo của Genibook, đó chính là GeniClass. GeniClass là một lớp học trực tuyến mà các bạn có thể học bất cứ mọi lúc, mọi nơi nào và có thể nghe lại bài giảng của giáo viên nữa. Và Genibook thì là những cái giáo trình chuyên biệt với 3 môn là tiếng Anh, toán và khoa học. Thì bây giờ đây Man cũng đã thấy được có một bạn học sinh, một bé học sinh rất là đáng yêu. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bé để xem là GeniClass có những cái điểm gì đặc biệt ha. Xin chào con, con có thể chia sẻ là con họ tên của con là gì nè, rồi con bao nhiêu tuổi nè, học Genibook được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, con tên là Hoàng Trần Gia Khang. Dạ, con năm nay 11 tuổi rồi. Con đã học Genibook được hơn 1 năm rồi. Mình đã học được hơn 1 năm rồi đúng không? Vậy thì cái điểm gì mà làm con cảm thấy thích nhất ở Genibook? Dạ, có rất nhiều bài tập về nhà và có những cái điểm để đổ quà. Wow. Có thể nói là khi mà hỏi các bạn học sinh á mà nghe là thích cái gì, thích bài tập nhiều, bài tập về nhà là có một điểm rất là lạ đúng không ạ? Tại vì khi mà đến với Genibook, các bạn làm nhiều bài tập về nhà thì sẽ có nhiều điểm, đổi được nhiều bubble và đổi được nhiều quà, cũng kích thích cái sự là thích làm bài tập của các em nữa. Thì cô Mai Anh cũng đang giới thiệu với lại quý vị khán giả là về GeniClass là lớp học trực tuyến. Vậy thì con có thể chia sẻ là con thấy GeniClass là một lớp học như thế nào nè, và con thích điều gì ở GeniClass? Dạ, con thích GeniClass bởi vì con chỉ cần ngồi ở nhà và nghe cô giảng. Cô sẽ giảng dạy cho con những cái bài và sẽ đưa ra câu hỏi có rất nhiều Bible. Và con thích điểm gì nhất ở GeniClass? Dạ, cô rất là dễ tính. Cô dễ tính hả? Dạ. Nhưng mà cô dạy có hay không? Dạ, quá hay luôn. Có một điểm nữa mà cô Mai Anh rất là thắc mắc là tại vì GeniClass là học 100% bằng tiếng Anh luôn. Vậy thì con có thấy có gì khó khăn cho con không? Dạ không, do cô giảng toán là cũng hiểu rồi. Do mình nhìn vô là mình cũng hiểu 50%, nếu mà mình nghe được là mình hiểu 100% rồi. Wow, vậy thì con có tự tin vô tiếng Anh của mình không? Dạ, tự tin. Con giới thiệu bản thân đi, my name is... My name is Hoàng Trần Gia Khang. I'm 11 years old. I is a P4 Mac and English. Okay, thank you so much. Cảm ơn con rất là nhiều nha, và chúc con sẽ ngày càng học tốt hơn nữa với Genibook nha.
Rồi, cảm ơn con. Như vậy là chúng ta cũng vừa trò chuyện với lại một bé học sinh rất là đáng yêu luôn. Và bé cũng đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin về Genie Class lớp học trực tuyến. Và có một điểm nữa là Genie Class lớp học trực tuyến với 50 học viên trong một lớp học. Và các bạn có thể học bất cứ mọi lúc, mọi nơi nè, rồi có thể nghe lại bài giảng. Và bây giờ chúng ta sẽ khép lại Genie Class nha. Và đến với một cái mảnh ghép cũng rất là quan trọng của Genie Book, đó chính là Genie Ask. Khi mà các bạn học viên học xong thì sẽ có rất là nhiều những cái thắc mắc, đúng không nào? Và khi mà chúng ta thắc mắc, có những câu hỏi thì có thể đặt ra cho giáo viên tại Genie Ask để có thể được giải đáp hai chiều. Thì bên cạnh Man đây là một giáo viên cũng đang giảng dạy tại Genie Book. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô để xem là Genie Ask mang đến những cái ưu điểm gì cho các bạn học viên nhé. Dạ vâng, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Quỳnh, mình là giáo viên của Genie Book đã được 2 năm, mình chuyên giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Dạ, xin chào cô. Cô có thể chia sẻ những ưu điểm mà Genie Ask mang đến cho các bạn học sinh được không cô? Genie Ask là một cái phần mềm rất là tiên tiến của Genie Book. Với cái chương trình này thì các bạn sẽ được giáo viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, và các bạn sẽ luôn luôn được hỏi đáp trực tiếp qua lại qua chiều tương tác hai chiều. Và một điểm mạnh của Genie Ask nữa là cái môi trường học tập vô cùng an toàn, tức nghĩa là nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ nên phụ huynh có thể yên tâm. Dạ vâng, và cho Man hỏi thêm là nếu mà các bạn học xong, ví dụ là học xong môn tiếng Anh thì sẽ hỏi những câu về tiếng Anh, hay là khi mà các bạn học xong môn tiếng Anh và một khoảng thời gian sau các bạn lại thắc mắc về bộ môn toán hay khoa học thì các bạn có thể đưa ra câu hỏi cho giáo viên được không ạ? Hoàn toàn được, tại vì đội ngũ giáo viên sẽ có giáo viên tiếng Anh, toán, khoa học sẽ giúp các bạn hỗ trợ luôn luôn bất kỳ lúc nào các bạn muốn trên hệ thống, là giải đáp trực tiếp qua lại hai chiều luôn. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều đã mang đến những thông tin rất là thú vị về Genie Ask. Dạ, cảm ơn cô và chúc cô sẽ có thật nhiều sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu được rất là nhiều thông tin về Genie Smart, Genie Class, rồi Genie Ask là những mảnh ghép rất là quan trọng của nền tảng học trực tuyến đến từ Singapore, Genie Book. Thật sự là nói đến đây thôi là Man cũng đã muốn trải nghiệm học ở nền tảng học trực tuyến Genie Book lắm rồi. Nhưng mà một lát nữa đây chúng ta sẽ được trải nghiệm khi mà vào sự kiện chính thức của chương trình. Thì hiện tại không khí của buổi ra mắt ngày hôm nay tại khách sạn Reverie thì cũng đang nóng dần lên, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện thêm với một giáo viên của Genie Book nữa để xem là không khí tại đây như thế nào và cảm nhận rõ hơn từ nhiều góc nhìn quý vị nhé. Dạ, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Vi và mình đã dạy được tiếng Anh, môn tiếng Anh được 5 năm rồi. Thì mình mới vào công ty Genie Book được 3 tháng thôi, nhưng mà cảm thấy công ty rất là dễ thương và cũng là một trong những câu nói đẹp giữa phụ huynh và học sinh để sử dụng các sản phẩm tân tiến nhất. Dạ, thật ra là cô nhưng mà còn rất là trẻ nên cho phép mình được gọi là chị nha. Dạ rồi, không biết là chị thấy là không khí ngày hôm nay tại sự kiện ra mắt Genie Book tại Việt Nam như thế nào ạ? Cảm thấy rất là vui. Cô nãy giờ là nói chuyện được rất là với nhiều học sinh và phụ huynh thì cũng cảm thấy là họ hài lòng với cái sản phẩm của Genie Book của mình, thì cũng là một niềm vui bởi vì mình cũng là một người viết content để đưa lên hệ thống, nên là nhận được những feedback của phụ huynh và học sinh như vậy thì mình cũng thấy rất là vui. Dạ, và thêm một điều nữa thì chị có thể chia sẻ là nền tảng học trực tuyến đến từ Singapore Genie Book sẽ mang đến những cái ưu điểm gì cho các học sinh tại Việt Nam được không ạ? Đối với sản phẩm của Genie Book thì hệ thống AI sẽ tự động biết được điểm mạnh và điểm yếu của con, rồi từ đó sẽ đưa các bài tập mà liên quan tới cái điểm yếu của con để con dần cải thiện, và rồi cũng đưa những cái bài tập mà của điểm mạnh của con với mức độ khó hơn để con dần cải thiện cái quá trình học của mình. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái quá trình học đó, phụ huynh cũng có thể track được và theo dõi được cái sự phát triển của con mình, rồi từ đó có thể thấy được là con tiến bộ như thế nào. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều với những thông tin đã chia sẻ với buổi livestream ngày hôm nay ạ. Chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục giảng dạy thật tốt tại Genie Book chị nhé. Dạ, cảm ơn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu thêm một góc nhìn nữa nha. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái góc nhìn khách quan hơn. Bây giờ mình sẽ cùng gặp gỡ một phụ huynh đi để lắng nghe góc nhìn từ phụ huynh về Genie Book như thế nào ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, chị là phụ huynh đến tham gia sự kiện đúng không ạ? Dạ, chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình, chị tên gì, hiện đang làm công việc gì và đến từ đâu được không ạ? Chị tên là Trần Thị Huỳnh Trang, chị ở Thủ Đức, công việc của chị là kinh doanh. Dạ, em chào chị Trang nhé. Chị Trang thân mến, chị có thể chia sẻ một chút là khi mà chị cho con mình học nền tảng trực tuyến thì chị đặt ra những cái tiêu chí gì được không ạ? Tiêu chí con chị học trực tuyến thì chị đặt ra tiêu chí là chị thấy là các thầy cô giảng dạy á, mình thấy là có nhiều kinh nghiệm, rất là sinh động, vui mà con nó dễ hiểu. Dạ, và những lớp học trực tuyến thì cũng mình dễ dàng cho con học mọi lúc mọi nơi, rất là thoải mái đúng không ạ? Đúng rồi em, rất là dễ dàng.
Mình học ở đâu cũng được, ở nhà cũng được, hoặc là mình đi chơi mình học cũng được. Thuận tiện, thoải mái. Và chị có thể chia sẻ là lý do vì sao chị biết đến nền tảng học trực tuyến Genibook không chị? Chị biết được Genibook là do chị vô tình chị lướt trên Facebook á, thì chị thấy cái trang của mình, chị vô thì chị thấy cái cách học nó hiện đại, nó hay, học toán quốc tế dạng toán tiếng Anh em. Chị thấy rất là hay nên chị cũng tìm hiểu cho con nó học thử. Nhưng mà trong quá trình học thử đó thì chị thấy con tiếp thu tốt, càng ngày càng tốt. Cho nên là chị đăng ký cho con học luôn. Và chị Trang ơi, không biết là chị ấn tượng với điểm gì nhất tại Genibook ạ? Genibook hả? Chị ấn tượng là về cái cách dạy á, cách dạy cho con là nó cá nhân hóa em, nó có lộ trình học cho con. Có lộ trình hết. Nó học theo những cái mà mình thấy nó hiện đại lắm. Toán thì bằng tiếng Anh, dạng như toán quốc tế, chị thấy là sau cái học đó thì mình thấy con mình cải thiện được cái điểm, điểm số, điểm toán thì nó cao. Nâng cái tầm tiếng Anh lên thì con chị thấy là con nó tự tin học, học một cách là tự giác, tự học. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và con của mình sẽ học càng ngày càng giỏi hơn nữa với Genibook chị nhé. Em cảm ơn chị ạ. Chị cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng vừa lắng nghe thêm một góc nhìn nữa, một góc nhìn khách quan hơn từ một vị phụ huynh đến tham dự sự kiện ra mắt nền tảng học trực tuyến đến từ Singapore, Genibook. Và thật sự thì ngay lúc này đây, không khí tại đây đã nóng dần hơn rất là nhiều rồi, và Mai Anh thật sự là đang cảm thấy rất là háo hức để có thể tham dự sự kiện chính thức. Và sự kiện chính thức sẽ được diễn ra trong vòng ít phút nữa thôi. Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người tại sự kiện ra mắt chính thức nền tảng học trực tuyến Genibook đến từ Singapore quý vị nhé. Xin chào.